Cô Lệ ơi, cái này là hầm là từ mì hay từ thịt ba chỉ hay là từ cái này á, từ thịt ba chỉ. À. Thịt ba chỉ với thịt đùi rồi á, cái câu sai chung. Đúng rồi, con gì đó con thấy giống như là bắp đúng không? À. Bắp đùi rồi đó. À, cô sai. Sai nhỏ ra đặng cô bán nó phù hợp với cái bì nè. À. Nó quậy mà nhau đó, nó bằng nhau. Nó đều mình dễ ăn, nó không có bị lởm chởm. Ừ. Bán 4 người phụ luôn á. Bây giờ qua mùa dịch này lúc này là hơi nói giảm. Nói chung là kinh tế đang suy thoái. Đúng, đúng rồi. Có để ý là cái đồ chua mình là đồ tươi thôi chứ không phải đồ chua đúng cô Lệ. À cái này cô mua của cải về cô sắp cô làm. Nhưng mà ý cô nói là làm sao không làm. À được. Thích làm chua lớn như vậy nó ăn cái cọng dưa cải nó như nó giòn. Nó giòn nó ngon cái cọng nhuyễn quá nó không có. Rồi, mọi người. Ừ. Đây quay cho mọi người thấy nha, cái cảnh chút nha. Cái này giờ hồi xưa làm tay chứ giờ cô làm máy hết rồi. Làm máy thì số lượng mới là nhanh mới kịp chứ. Cái không thì nếu mà ngồi có lạnh lên một thì mới có rõ. Bây giờ giới thiệu mọi người một cái xe bánh mì khá là nổi tiếng ở chợ Mỹ Tho mà bánh mì cô Lệ. Nhìn cái nồi xíu mại đã chứ nè. Bán từ 5 giờ sáng 5 rưỡi tới 11 giờ trưa mọi ngày nha. Giá thì 15-20 ngàn phụ. Đó 25. Cô làm lẹ thiệt á cô Lệ. Làm mấy chục năm có khác. Tính ra cũng gần 50 năm rồi đó. Con dạ. Gái cô nay là 48 tuổi rồi. Dạ lớn quá. Cô bán hồi đó là con chưa sanh nó nữa. Ở đây là bánh mì. À bây giờ là cái lò mới ra, bánh mới ra lò cô cũng vẫn nướng nữa. À, vậy đó, ở đây là cái khẩu vị của cô là vậy đó. Con thích về bánh mì như vậy, vừa cầm tay nó nóng mà nó còn giòn, ăn nó trướng người. Cái nào làm xong cũng nướng lại ha. À làm xong ngon rồi vậy. Nướng lại. Nướng lại về tới nhà nó còn nóng ổ bánh nó ngon. Con dở cái bồi bánh mì ra xuống lấy cái đậu đậy nước mắm. Cái xe bánh mì cô Lệ rất là nổi tiếng. Xong rồi cái con dở cái bao ra. Dạ đây là bán 40 ngàn. 40 ngàn bánh hả cô? Dạ không tới. Lúc trước thì giờ được 600-700. Lúc này thì không tới. Dạ. À. Giòn. Cái đó một chai nước mắm là cô bán 35 ngàn khách mua. Địa chỉ là số 5 Lê Thị Vĩ, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang ở khu chợ Mỹ Tho. Bánh mì này bán giá từ 15-20 ngàn. Tốt pha sẵn của cô Lệ này. Chai này nửa lít được cô Lệ. Một chai chắc không tới nửa lít. Giới thiệu nem nè, nem ngon lắm. Nem này của... Ở đây là cô còn bán cả nem chua. Nem của Tiền Giang. Nem chua, nem Huế nha mọi người. Nem ngon lắm. Gà gút xương cô cũng bán luôn. Gà gút xương có luôn. Gà gút xương cô bán 270 một con, một con 1 kg. Dặn trước á, dặn cho là bị gì cái đó phải là hàng để lạnh. Hô lên cả chừng 10 phút sau là có. Dạ. Với lép một cái khẩu vị khác nhau. Có nhiều người ta không ăn được nước mắm thôi. Dạ. Ai mà ăn được nước mắm thì nước mắm cho ăn bánh mì ăn nó đậm đà lắm đó. Nó rất là ngon gàng chứ không phải là gì nhưng mà bán mấy nửa thế kỷ rồi đó. Hồi xưa mà lúc đấy mà chưa có mấy cái máy thái thịt mới là máy thái bì này chắc mình thái tay mà lắm cô lại ha. Ba người, ba người thái như vậy đó là mấy tiếng đồng hồ. Con biết mà vì con có hay thái nem. Đúng rồi. Ở ngoài con là con hay thái nem chua nên con biết. Chỗ nó bì mà thái nó cực mà ngồi nó cực lắm. Luôn. Rồi còn xí mại thì giò cũng lâu lắm. Dạ. Còn bây giờ tôi làm một lần 100 kg thịt. Đây mỗi bữa giờ bán khoảng mấy nồi xí mại vậy cô Lệ? Hai nồi hoặc hai hơn. Đó là nồi thứ hai rồi ha. À nồi thứ hai rồi đó.
Nãy con lại là cô bán hết nồi rồi. Dạ, mới có 7 giờ, gần 7 giờ mà cô bán hết nồi rồi. Đó, cô nói là giảm rồi đó nha. Giảm 10-20% khách sau dịch rồi đó. Giảm phân nửa luôn á. À, phân nửa. Phân nửa. Chứ còn không nữa là 4 người bán. 4 người bán hoặc 3 người bán. Lúc trước thì phải 3 người. Cái bánh mì, một cái xe bánh mì nổi tiếng ở cái chợ Mỹ Tho này ghê. Xíu mại bị chả, thịt và thôi, nó cũng đơn giản cho ta. Ăn với nước mắm, nước tương. Không ớt hết. Rồi, không ớt. Đó nè, không ớt. Đó. Dạ. Đầy đủ nữa. Đó đó là đường bì, bì không nè. Nước mắm không ớt luôn hả? Không ớt luôn. Đầy đủ hai con thun. Ai mà ăn được ăn cái nước mắm ớt của cô này ra hay bị ngon hết trời. Chan bánh mì đậm đà luôn á. Cứ bỏ bì rồi ái rồi mình bắt đầu mình nướng rồi cô lẹ. À, mình bỏ bì vô trước vậy rồi mình nướng nó sợ nó bị ái hả? Không. Nó nóng giòn ngon lắm. Dạ. Ừ. Nè bì. Nhìn ngon hấp dẫn. Cái bịch thịt có ngoài này hay gửi cho con. Cô phải cắt thêm nữa hả? À, nó dài quá hả? À đúng rồi, nó dài, cô phải sắn ra gì nó nhỏ đặng cô. Cô bỏ bóc lên thì nó đừng có dài, nó đừng có dính á. Ừ. Thịt có cái cô phải trút ra thêm. Đây là thịt. Ừ. Bắp. Ở nhà là phải xay sẵn hết chứ để qua đây không có điều kiện để mình làm. Dạ. Ừ. Qua đây bán thôi chứ làm gì à kìa. Để qua đây là bán thôi. Cô bán từ năm 76 còn bán ở chỗ chợ Mỹ Tho là từ năm 83-84. Dạ. Ủa, giữ chưa? Thì gần 40 đúng 40 rồi. 40 năm rồi đó. Dạ, đúng rồi. Ở bán ở khu chợ Mỹ Tho là 40 năm. Dạ. Còn ở Bến Tre, Bến Tre năm 76. Từ năm 76. Dạ. Cái xe bánh mì này nó có cái thâm niên khủng khiếp không mọi người? Cô bán hồi đó năm 76 cô mới có 20 tuổi à. 20 tuổi, bữa nay là 67 tuổi rồi. Hôm nay 67 tuổi rồi. 40, à, 40 mấy năm rồi. Dạ, 40 mấy năm rồi. Cái thời mà về làm dâu. Vậy làm dâu là mẹ chồng đã bán rồi, bán trước rồi. Đây là cái nghề thừa hưởng lại của mẹ chồng. À, của mẹ chồng. Mẹ chồng truyền lại cho nàng dâu, nhưng mà nàng dâu thì làm có vẻ là thành công hơn. Dạ, mẹ nàng dâu giờ truyền lại cho con gái, rồi truyền lại cho cháu ngoại luôn. Dạ. Cũng hay chứ. Đứng về bán rồi, bán nguyên cả tuần rồi, nghỉ ngày nào á. Bán suốt luôn à, có khi nào tiệc đi công chuyện đồ này kia thì một nghỉ chứ ít cái nghỉ lắm, có nghỉ. Vừa rồi cô đi du lịch tới bên Mỹ một tháng thì để cô qua đây bán. Trời ơi, cô đi du lịch xa thì qua bên thằng trai á, trai đi. Cô bệnh á. Dạ. Vậy là anh đi học mới nói hay là đi định cư? Định cư ông bên vợ rước. À, định cư bên đó luôn rồi. Đi nay 2 năm rồi. Vậy là cô đi bên đó là cô đi chắc du lịch cũng cả tháng hả? Dạ, đi 1 tháng, đi đúng 1 tháng. Bởi vì đi xa quá mà. Ừ, đi đúng 1 tháng cô về. Cô đi vậy bánh mì đi ai bán? À, rể cô qua bán. À. Rể cô bán qua đây, rồi con gái thì bán ở trong chợ cho con rể. Dạ. Rồi cháu ngoại thì bán tại nhà, cũng chia đó nè. Cô không nghỉ ngày nào mà. À, không có nghỉ. Nghĩ khách nó qua không có hụt hẳn. Dạ. Bán cái bánh mì xíu mại vậy thôi nhưng mà cô đi du lịch tuốt ở bên Mỹ chứ không mọi người. Dạ. Qua thăm cháu nội. Cháu nội bên đó hả? Dạ. Mấy đứa bên đó rồi cô? À, hai đứa cháu nội. Cưng nghe. Vậy là cũng qua bên nó lâu rồi, anh nó định cư bên nó lâu hả? Nó định cư nay hơn 2 năm mà. Dạ. Đi hồi năm dịch á. À. À.
cái này nó bị ướt rồi con ơi. Hả? Cái ổ này, ổ này vậy là 20 nè cưng. Đó, chưa? 20 ngàn. Đó, 20. Dạ. Có chả, có xíu mại, có bì. Có bì, thịt, chả, xíu mại. Có đầy đủ. Đó. Được cái là... Nó có số lượng hết rồi. Đó. Được cái là cô Lệ người Tiền Giang thì người ta cho nó là nói nó nhỏ nhẹ cho nên nghe nó rất là dễ thương. Dễ gần, dễ tiếp xúc và khách hàng dễ ấn tượng. Coi như mình bán vậy cũng theo cái ý, cái khẩu vị của khách á. Người ta thích ăn sao mình phải bán như vậy. Cái này là thịt không? Ồ, thịt không? Ừ, người ta dặn thịt không. Đây, thịt, để thịt cô sắc bằng máy cho nên là nó đều lắm, nó nhỏ nè. Ngày sắc cả tạ. Cái gì con? 15-20 cô. 15. Mấy chai nữa má? 4 chai nước mắm. Ồ, đây có khách đang mua 4 chai nước mắm nha kìa. Yeah. Mua con ổ bánh mì mua 4 chai nước mắm. 155 ngàn có thôi không? Tính lệ ha. Hay tìm xe xe luôn. Tính ra rồi đó, tiếng đồ nước mắm của cô Lệ cũng nhiều lắm, thấy không? Nó mua. Mua lần 4 chai kìa. Hả? Cái nước mắm. Nước mắm này cô bán từ lâu rồi, mấy chục năm. Ta coi như hồi xưa là cô ở bên này là ai cũng bán bánh mì nước tương pate hết á. Rồi cô qua cô nghiên cứu, cô nói ai cũng bán bánh mì pate thì thôi cô bán bánh mì bì chả với nước mắm. Cái khẩu vị nước mắm cái bắt đầu cô bán cái ai cũng chịu món ăn. Cái cô bắt đầu phát sinh ra cô bán chai luôn. Chai cô đăng ký luôn. Nhưng mà ý là nhiều người hỏi mua hay sao tự nhiên cô lại bán thêm chai? Cũng có nhiều người ta hỏi nước mắm này ta ăn ta thích ngon á, người ta hỏi cô có bán không? Rồi cái bắt đầu cái cô vô chai cô bán. Cô bán thời gian cái cô thấy vậy cô đi đăng ký luôn. Đăng ký nhận cô nhận nhiều bản đăng ký nhận à đúng rồi, đăng ký luôn. Ăn một cây. Đó nè, chả lụa ngon lắm, chả lụa đặc biệt luôn á. Ở đây là cô bán họ thích chả này gì lắm.